Đây là căn hộ 3 phòng ngủ nè mọi người. Căn hộ này nó nói chung là nói chung dân dẫn tất rất là nhiều khách hàng coi căn hộ này và ai cũng muốn sở hữu hết trơn á, nhưng mà do tài chính họ thấp nên họ chưa có đủ điều kiện. Nhưng mà khi mà họ đủ điều kiện là họ sẽ mua lại chuyển nhượng, nên bây giờ mình bán cho nhà đầu tư mình vẫn bán được bình thường ha. Không sao hết. Và cái căn này hiện nay thì nó rất là hay về chính sách thanh toán. Hồi nãy Giang cũng có chia sẻ mọi người đó. 15% nhận nhà. Quá nhẹ luôn. Vô 15% sau đó thôi tôi ngủ, sau đó khi nào xây dựng xong rồi tôi thức dậy tôi nhận nhà. Có nghĩa là 85% còn lại khách hàng sẽ không có lo vấn đề phải chuẩn bị đóng. Đây là thiết kế căn 3 phòng ngủ, gọi là căn tổng thống. Hai người một số bạn kia hay tổng thống, do lâu Giang làm video Giang cũng nói tổng thống cho nó vui luôn. Rồi đây là từ bên ngoài vào, đây là căn master ha, phòng master ha, tất cả các phòng đều thoáng cực kỳ luôn. Rồi đây là hai phòng ngủ, phòng ngủ này phòng ngủ cho người lớn hơn tí, phòng ngủ nhỏ trẻ em ha. Rồi nhà vệ sinh nằm trong cái phòng master, và đây là nhà vệ sinh, nó đặt ở phía bên này hết luôn đó. Phòng bếp thì từ bên ngoài nhìn vào mọi người thấy là bếp sát bên tường luôn, nhưng mà nhìn không thấy ha, nghĩa là nếu mà từ bên ngoài nhìn vào vẫn thấy phòng khách, nó sẽ tạo cái thẩm mỹ cho mình luôn. Rồi Giang xin mời mọi người di chuyển vào cái căn 3 phòng ngủ ha. Thì bàn giao cũng y chang bên kia thôi, chủ đầu tư họ không có thiên vị đâu, phòng ngủ nhỏ phòng ngủ lớn chất lượng bàn giao y chang nhau đó. Rồi Galaxy loại thép chống cháy, tích hợp khóa gieo 4 tính năng. Rồi mọi người nhìn một vòng về cái căn 3 phòng ngủ này ha. Chơi tại vì mấy cái nội thất đây nó hơi đắt á, mọi người hạn chế. Nói mọi người hạn chế đụng vô giúp Giang xíu ha, tại vì sợ gớt nó mất công. Căn này phải 4-5 tỷ em. Thôi căn này khách đã quá ha. Trời nó đã, nó rộng ghê á. Thôi đã cái tổng thống 5 tỷ đầu tư nội thất rồi. Thì cái không gian phòng bếp mình sẽ lớn, rất là lớn ha, với lại phòng khách cực kỳ là rộng luôn. Thì này hướng đến những gia đình họ tài chính họ khá giả, với lại đông á, gia đình họ đông á, thì ở đây nó sẽ rất là đầm ấm luôn mọi người. Đó, mình ở mình chỉ cần bước ra một cái là mình chạm mặt với nhau, nó sẽ giúp cho gia đình nó có sự liên kết hơn là ở nhà phố ha. Nhà phố mọi người thấy như một số người thích ở nhà phố, nhưng mà thực tế nhà phố nó diện tích nhỏ mà nó sống theo kiểu giống như xa cách chia tầng đó mọi người. Giống như ở tầng trên, người tầng trên thì tối ngày cứ ở tầng trên, không bao giờ bước xuống tầng dưới. Nó lại không có phòng khách nữa. Một số nhà phố không có phòng khách. Tầng trên cứ ở tầng trên hoài, toilet cũng nằm trên tầng trên luôn, đi xong cái cũng không chạm mặt luôn. Còn này bắt buộc mấy phòng ngủ nhỏ là phải ra ngoài này, thì đằng nào cũng phải chạm mặt để mà có mối quan hệ của gia đình nó gắn kết với nhau hơn. Thì Giang thấy cái phòng này rất là ok. Ban công nó bự gì luôn hả? Ban công bự gì luôn em? Luôn rồi á, cái không gian này mọi người có thể tiếp khách ở trong chính cái căn hộ của mình luôn nè mọi người, đúng không? Mọi người có thể dời một cái là mọi người có thể tiếp 30-40 người, mình ngồi quay mình cứ vòng tròn luôn, nói vòng tay lớn luôn ha. Nói vòng tay lớn luôn. Và cái ban công cực kỳ là đẹp nghe mọi người, ban công này lại là ban công gọi là siêu đỉnh á. Đặt cái sofa ra bên này mình ngồi. Nè mọi người mua căn bông của mọi người ngắm những cái cô mà bơi ở dưới cái hồ bơi 50 mét kia đó. Mang bikini gì đó. Đó. Nói chung là Nhâm Nhi chút Giang sẽ mời mọi người qua cái căn đó, mọi người sẽ cảm nhận cái những cái cô mà tắm bikini. Bây giờ này mấy cô có lên tắm hay không nữa. Nóng quá. Tầng thượng tại nó nằm tầng thượng. Nhưng mà sau này cái này nó mát. Đây cây cối nhiều. Đó. Rồi mọi người có sẵn những cái khách đầu tư thì mọi người cứ đưa qua mọi người bán thôi. Khách qua là khách chỉ có mua thôi chứ không có hỏi gì nhiều đâu. Tại phương thức thanh toán nó quá nhẹ rồi. Không ai hỏi thanh toán sao nữa hết trơn. Cái hệ thống tủ á chị. Để chứa đồ á. Nói chuyện chị muốn rửa gì đó, rửa giày, rửa dép gì ra đây. Cái này là để nói vui vậy thôi. Có gắn sẵn luôn á hả? À không, cái này thì mình sẽ tự làm. À, vì cái này sao? Mình có đường nước sẵn, bởi vì cái chỗ này mình sẽ đặt máy giặt. Đúng rồi. Mình tận dụng vừa chia cái đường nước ra máy giặt, vừa chia cái đường rồi. Còn đây là phòng trải nghiệm âm nhạc nha mọi người. Có thể làm phòng ngủ, còn là phòng đa năng. Alo các bạn ơi, đây nè. Mình trải nghiệm âm nhạc nha. Trải nghiệm âm nhạc.
Rồi ở đây phòng này giống như những người mà người ta ở gia đình mà người ta cũng có tài chính á, mà người ta thích cái kiểu gọi là sống cái cuộc sống gọi là nó sang, giống như những người nhạc sĩ này kia hoặc là những người viết lách gì đó, họ thích một cái căn phòng riêng tư thì họ thiết kế kiểu này, nhìn nó xịn sò không ạ. Rồi cái này của nó cũng rất là thoáng nha, cực kỳ thoáng luôn, view cực kỳ đẹp luôn đó. Bàn giao y chang nha các bạn, bàn giao những cái này y chang nha. Nha, qua chụp đi em. Nó bán VCT sao cảm xúc mà bán cái này? Nhưng mà không, nhưng mà tại vì khách hàng mua gì cảm xúc. Nhưng mà không phải cảm xúc không đâu, tại chủ đầu tư gia là họ bàn giao đúng như những gì mà họ làm. Nhưng nó mà VCT diện tích nó nhỏ hơn. Bao nhiêu? VCT giá bao nhiêu mét vuông chị? Nó cao hơn bên đây rồi, bốn mấy rồi. Không. Bốn mấy triệu mét vuông. Chị cũng mới vô, chị cũng không rành như khoảng ba mấy. Nè Vũ nè. Rồi vô căn này coi đi mọi người, giả sử có ông bà lớn tuổi á thì mình có thể thiết kế cái không gian, có nghĩa là cái tông màu như vậy dành cho những người lớn tuổi. Ha, hoặc là những cái người và bạn mà thích cái tông màu này á, thì chọn tông màu như nè. Tại vì mỗi dự án của An Gia anh thấy có cái hay là mỗi dự án họ đều thiết kế theo một kiểu khác nhau hết chứ, nó làm cho có đa dạng gì màu sắc. Thật sự khi bán sản phẩm ra anh có rất là cảm xúc hơn, tại vì anh đi cũng đi nhiều dự án, nhiều khi qua mấy cái dự án khác không có cảm xúc bằng mấy cái của anh ra. Cái này là chỉ có tầm trung thôi á, hoặc là phân khúc mình tầm trung mà họ thiết kế như vậy. Mà một số giống như The Night Stella có coi không? Rồi Night Stella nè, thiết kế nó cũng không bằng, nó là cao cấp. Rồi vị trí nhưng mà thiết kế nó cũng không bằng, hoặc là cao cấp luôn á, cận cao cấp. Rồi nhìn rất là xịn sò ha. Rồi mọi người cảm nhận như thế nào ạ? Ôi phòng master mình chưa coi rồi đúng không? Quên. Đây phòng master rồi mọi người. Rồi ở đây mình trải nghiệm ha. Ở đây view trực diện bên ngoài nè mọi người. Đó. View đã không? View đẹp không? Đó. Ở đây thì mọi người thấy khi mà khách hàng người ta mua tại nhà thì mình cũng tư vấn người ta thiết kế sofa sát bên tường như vậy luôn. Giả sử mọi người nằm đây hoặc là ở đây ngồi đây mình ngắm xuống. Giang thì rất là thích ngắm những cô mà đang tắm tắm hồ bơi á. Thích ngắm thôi chứ không làm gì hết trơn. Ở đây thì đó em bàn trang điểm. Đây là mấy các em chắc là rất là thích nữa đúng không? Rồi nhà vệ sinh thì cũng như bên kia, cũng bàn giao như vậy luôn, nội thất cũng y chang gì luôn. Rồi mình di chuyển bên ngoài chị.